Chào anh em, chào các bác nha. Thì hôm nay em test bộ combo lúc tối về, và hôm nay em test con Amly Đại Nông S12 là mã kèm với cặp dây loa monitor 2.2 để gửi cho bác khách nha. Đấy. Và cùng với đó là cái bộ ngày tối hôm qua về là con loa 363 anh em nha. Về hình thức máy thì ngày hôm qua em có quay sơ bộ cho anh em rồi. Loa là tuyệt đẹp, không sức mẻ bể nở tí tẹo nào anh em nha. Đó. Anh em xem nhé, không có sức mẻ một miếng nào hết nha. Đúng trái phải left right nha anh em nha. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa. Đây. Giá loa là 20 triệu bao ship anh em. 20 triệu bao ship. À, cả chân đế riêng nha. Chân đế logo tem mát đầy đủ nha. Cho một người ấm mối hận. Gỡ ra hết nha. Lo là tiền đẹp mà em quay kỹ cho anh em xem nha. Không có sức mẻ miếng nào nữa nha. Đó. Đúng lừ anh em nha. Không có sức mẻ bể nở thuốc tẹo nào cả. Sau lưng cũng vậy anh em. Đó. Đó, rất là đẹp. Amly này quá đẹp anh em nha.
Đấy là nãy giờ anh em nghe rumba ha, giờ em chuyển tông cho anh em chơi nhạc mạnh nè. Để đạt được những điều chưa từng có, hãy dám thực hiện những điều ta chưa từng làm. Nhạc YouTube quảng cáo số nè. Dám sáng tạo. Tiếng bass nó xuống rất là sâu, làm như anh em đang chơi hai cục trầm ha, tiếng rất là đã ha. Đó, một ghép này chúng ta hay chơi đa thể loại nhạc rồi, rất là ok. Và con ampli em test cộng với đôi dây loa một tơ 2.2 được bắt khách nha. Và còn lại là đôi loa Boss 363 363 giá là 20 triệu đồng bao ship toàn quốc anh em nhé. Anh em nào ship cọt thì lưu ý chuyển trước giúp em 20% và em không bao ship đến cọt. Đối với 363 ở đây em có rất nhiều ampli để ghép cho anh em này. Đàn ông 2000, 2 la mã này, 3 la mã này, 4 la mã này, đầy đủ ha. Rồi 67XR, MR, NRA đấy. Và con 97 E-Mod Limited thì đã có cọc rồi anh em nha. Rồi, có cọc một cọc một nữa rồi. Vài ngày nữa bác khách chuyển đủ luôn đấy. Rồi, tới đây thì em xin kết thúc. Anh em nào yêu hãy gọi cho em qua số điện thoại 0346 1245. Xin cảm ơn rất nhiều.